Rồi Tùng xin chào tất cả mọi người nha. Chào người đến với clip này Tùng à, thì đến với clip này Tùng sẽ giới thiệu cho người một con máy. Đây là con máy Simlogic C3000HG. Thì cái con này là con máy Simlogic đời mới nhất hiện tại bây giờ nha. Đời cuối 2013 đầu 2014 là một con phiên bản Simlogic cho người nha. Đây là một cái dòng máy cải tiến so với cái bản Simlogic cũ nha. À. Rồi giờ chúng ta sẽ đọc cái thông số nó trước nha mọi người nha. Thì con này là bản Simlogic C3000HG, thì cái hộp của nó sẽ nghiêng vào màu xám nhiều hơn nha mọi người. Cái hộp mà đời đầu của nó, cái hộp mà đời trước của nó thì cái phiên bản 2019 nha mọi người, thì tính ra bây giờ là khoảng 4 năm nha. 4 năm thì Simlogic sẽ ra một lần, 19, 20, 21, 23 thì 4 năm đó, cuối 2023 đầu 2024. Thì cái màu sắc của cái hộp này nó sẽ như màu xám nhiều hơn nha. Đây, và đây là thông số của con C3000. Dòng quay con này là 5.8.1 nha. Mắt rát là 9 kg, trọng lượng là 225 g, chạy nền tảng là 7 bậc đạn, trong đó 6 bậc đạn chính và một con lăng nha. Thu dây là 86, thông số dây là 0.25 vào được 210 nha mọi người. 0.25 vào 210 thì có con này là có sâu nha. Rồi trong hộp của nó sẽ là sách hướng dẫn và một cái bịch ron nha mọi người nha, bịch ron, bịch lông đèn để người chơm đổ vào dây, rồi chỉ bao nhiêu đó thôi. Và giá mới con này á là giá là 3,5 triệu nha mọi người nha, tùy theo size. Size 3000 là 3,5 triệu, còn size 4000, 5000 là giá nó sẽ cao hơn. Thì cái dòng sợi trái đít này là dòng câu lua, câu chim, câu chép, nên cái size nó, size lớn nhất hiện tại bây giờ là size 5000 nha mọi người nha, size 5000. Đấy. Rồi đối với dòng này thì mọi người nhìn này, cái cối này, cái cối của cái dòng này thì nó sẽ cách tiện CNC nha mọi người nha, cách tiện CNC và nó cách tiện sâu luôn nha mọi người. Đối với dòng cha đích đời trước có 2019 đó thì nó sẽ sọc xuống, còn đối với đời này thì nó sẽ xéo ngang luôn nha mọi người nha, xéo ngang giống như mấy cái đời máy cao cấp hiện tại bây giờ luôn, xéo ngang luôn mọi người nha. Đây. Trên này nó sẽ có thông số dây, tại cái con này là một con máy hàng thanh lý nên giá nó sẽ mềm hơn máy mới nha mọi người. Đây, C3000HG này, đó, cái tiện CC cho mọi người đó. Bên này là hai, bên này đối nghịch nhau có hai luôn nha. Đó, spool nó, cái đai spool máy nó vẫn còn nha mọi người. Infinity này, X-Rod, đó, các công nghệ mà nó bật của nó sẽ lên này nha. Infinity driver mọi người. Duracrot mọi người. Đó, các công nghệ trên này nó sẽ có ba cái công nghệ nổi bật của nó nha mọi người, nó sẽ in trên này nè mọi người. Ba công nghệ nổi bật nha. Cối bên trong nó thì nó hoàn thiện tương đối nha mọi người nha, cũng không có dạng như mà bóng lắm. Đối những cái hàng cao cấp thì nó sẽ hoàn thiện bóng hơn nha. Đối những cái dòng này thì đó, nó hoàn thiện, nó sẽ có độ nhám, nó còn là nhám nha. Nắp cối mọi người. Đó, nắp cối thì nó giống như đợt trước thì nó sẽ sử dụng một cái ron cao su. Đó. Ở trên này là cái vòng vàng cái miếng đệm lại cho mọi người nha. Đó. Đó, viền cối thì vát giống như những cái con trước, đỡ ra dây nó sẽ mượt hơn này mọi người. Đó, màu nó vẫn là màu xám nha mọi người nha, màu xám này. Cối con này nó sẽ nghiêng màu xám nhiều hơn so với cái con đời trước là màu trắng nha. Đó, con này nó sẽ nghiêng màu xám, thứ nhất là nó sẽ khác nhau ở cái màu sắc nha. Thì cái màu xám này nó giống như con tàu Win mọi người nha, tàu Win đó mọi người, để ý con tàu Win đời mới coi, thì cái cối con này nó tự tựa như con tàu Win nha. Đó, tàu Win. Rồi đây là phần tay quay mọi người nha, tay quay thì nó cũng giống như cái tôi quay đời trước thôi người, sẽ chết đời trước nhưng mà nó sẽ nghiêng vào màu xám nhiều hơn, trước là màu trắng luôn đó, thì con này nó sẽ nghiêng vào màu xám nhiều hơn. Đó, thì tôi quay này mọi người thở là đổ cái núm nha, tháo ra mọi người đổ núm này bình thường nha, đó, núm này núm dẹp, đó, mọi người thở đổ núm. Và cái núm anh em thường chơi và rẻ thì anh em sẽ chơi núm gom sét nha mọi người nha, núm gom sét sẽ thay núm này, giá rất là rẻ. Rồi, còn đây là phần thân máy. Đó, con này thì nó sẽ như màu xám,
màu xám nhiều hơn cái con đời 2019. Ta quay thì mình sẽ đổi hai chiều trái phải, con bờ dưới nó thì tự tựa như cái đời cũ nha, 2019 nha. Trong máy này, con này trong máy còn mới luôn nha. Càng đô to này còn mới, con này nó sẽ có những vết chấm chấm này, mà chấm nhỏ này, chấm nhỏ xíu này, càng này còn đẹp nha. Con này thanh lý nha, anh khách anh mua về nè, anh coi một nước nè mọi người, anh vô danh coi một nước này, đó, ở trong này còn trắng phao luôn nha mọi người nha, đó, trắng này, cậu đúng một nước luôn, anh thanh lý lại. Con này giá mới anh mua là 3,5 triệu, 3,5 triệu nha, 3,5 triệu. Tôi với đồng bạn thường người chỉ cần găm vô vào người siết thôi. Đó, máy thì êm mượt nha. Bây giờ tôi sẽ gắn cái này vô, quay cho mọi người nha. Đây là mô bin nó nè mọi người. Mô bin có dòng xe chơi đích này thì nó không có to và không có nhỏ nha. Mô bin nó vừa phải, vừa phải. Đó, mô bin vừa phải nha. Anh em nào muốn mua hàng thanh lý thì cứ liên hệ Tùng con này nha. Con này Tùng sẽ thanh lý. Thanh lý con này. Đó, máy thì hoạt động êm mượt nha. Đó, dòng sạc cho đích là một cái dòng đánh ổn, ổn trong tầm giá nha. Lua, dòng này là dòng chuyên lua luôn người. Chuyên lua nè. Rồi, đi kèm với cái con máy này á, nếu anh em mua á thì Tùng có thể bán combo cho người hay là bán lẻ nha. Nhưng mà Tùng sẽ ưu tiên combo trước. Rồi ở đây sẽ có một cái chống đổ gông mua sách. Chống đổ gông mua sách mọi người. Ở đây nó sẽ có ron này mọi người. Ron để mọi người gắn vào này. Đó, gắn vào như thế này nha. Để hạn chế nước. Thì cái núm này thì mọi người sẽ chơi cho cái size từ 2,5 ngàn. 2,5 ngàn đến 5 ngàn nha. Đây cái chống đổ nha. Đây là một cái bộ set của anh khách nha mọi người. Đây. Người chỉ gắn vào thôi. Rồi trong đó thì người đỡ xuống như thế này mọi người, nó sẽ trong đó nha. Rồi anh em không thích thì anh em sẽ chơi cái bộ tay quay đổ đấy. Anh em nào muốn lên hàng thì liên hệ Tùng nha, nguyên cái bộ. Cái tay quay Gomusat này là giá không là chưa ship nha mọi người nhé. Tay quay Gomusat này, mọi người sạch tay quay và hai cái núm này không là giá là 890 ngàn. Đó cộng với cái chống đổ này nữa nha mọi người nha, là cả 1 triệu nha mọi người nha. Cái chống đổ chứ cái tay quay Gomusat này là mua không đã là 1 triệu nha. Tính ra cái bộ này sẽ là giá là mua full cái bộ này là cộng lại là 4,5 triệu nha. Cái máy 3,5 triệu cộng với cái bộ như này nữa là 4,5 triệu. 4,5 triệu nha. Anh em nào mua lẻ thì giá nó sẽ cao hơn xíu nha, còn anh em nào mua combo thì giá nó sẽ mềm. Rất là đẹp đúng không ạ? Một con máy rất là đẹp luôn. Gomusat nha mọi người nha, Gomusat. Thì cái phiên bản này là sẽ có hai phiên bản nha. Cái tay quay là Tùng nhớ nó sẽ có hai size, một size là từ 2,5 ngàn trở lên. Thì cái size này là size 2,5 ngàn, xài cho 3,000, 4,000 và 5,000. Thì tay với cái trống này luôn nha. Còn nếu anh em mua size nhỏ hơn á thì cái range ở trong này nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ xài từ 2,5 ngàn đô lại. Đó, 2,5 ngàn đô lại nha. Thì size này size 3,000 trở lên nè. Đây, size 3,000 trở lên. Rồi, đây là con gông Simno mọi người. Đây, ở đây Tùng có con Stella nè mọi người. Stella nha. Rồi, con Stella này thì Tùng sẽ bán với giá là đây, Stella này, con này là dòng cao cấp rồi, con này là 204, 206 nha. Đó, con này cũng chống đổ. Chống đổ này là cái chống đổ của hãng Simno luôn nha. Và tay quay đổ luôn. Đó, con này sẽ là 5 triệu. Như cái con đây, con Stella này sẽ là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu. Đó, cối mô bin nó thì hay hơn. Đó, dòng Stella là cao cấp rồi. Đấy,
một con này mọi người. Con này thì mua pin nó sẽ nhỏ hơn nha. À, vẫn là hãng Simno nhưng mà con này là dạng tầm trung thôi. Hai con. Con này là 5 triệu, Stella 5 triệu. Bao ship, con này là các công nghệ và cái vật liệu nó là cao cấp chắc nha mọi người nha. Còn synthetic là vật liệu và công nghệ thì nó cũng áp dụng những cái dòng cao cấp bây giờ, nhưng mà cái nguyên liệu mà làm con máy này thì nó sẽ không cao cấp bằng Stella nha mọi người nha. Hai con Stella đôi luôn. Rồi, anh em nào mua combo á thì cái con máy này Tùng sẽ bán với giá là 3.650.000 bao ship cho mọi người nha. 3.650.000 bao ship con Simro Chadit này. 3.650.000. Còn anh em nào thích cái dòng cao cấp kia thì cứ liên hệ đó, 3.650.000 một cái con full đồ chơi Omisot chống đổ nha. Tay quay này anh em có lên sạch tay quay đôi Gomesot cho máy Shimano 3000 thì nó sẽ ra nha, anh em sẽ nhấp vào nha mọi người nha. Tại vì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là cái đây cái tay quay đôi nhôm như thế này thôi nha, thì giá nó sẽ rẻ hơn. Còn nếu mà thêm hai cái núm như thế này nữa là giá là 890.000 chưa bao ship nha. Thì cái bộ này anh khách anh mua cái tay quay chứ cái chống đổ này là 1 triệu nha mọi người nha. Đã lên cho con máy 3.5 triệu nữa là 4.5 triệu. Tùng bán chỉ có 3.650.000, tính là rẻ hơn gần 1 triệu đó. Anh em nào thích thì lấy bộ này về chơi nha. Đó, một cái bộ kèm với cái tay quay zin với cái núm với cái nắp chụp nha mọi người nha. Đó, hai con, một con 5.000 cao cấp là 5.000 nhưng mà đời nó 2.4, 2.6 nhưng mà nó vẫn là vật liệu cao cấp và nó được độ lên như thế này luôn nha mọi người, full nha. Nói chung mấy con này là sách tay về là chưa có câu tại Việt Nam à, giá 5 triệu bao ship. Còn em mà thích cái đồ mới như thế này thì giá là 3.650.000 tùng bao ship cho mọi người đó, rẻ hơn khá nhiều nha, rẻ hơn gần cả triệu bạc đó, đồ xịn sò luôn, đồ gần như mới. Con sẽ cho đích đây là giá thanh lý nha mọi người nha, khách đã câu rồi thì tùng thanh lý đây, nó có xước lông mèo nha. 3.650.000 bao ship đó, hoạt động thì tùng bao người luôn, máy thì em mượt không lấy làm gì hết, câu đúng một nước luôn đó, lên đồ xịn sò chơi luôn đó. Anh em mà câu chép này, câu lóc này, câu chim này, lugan này đều được hết luôn nha. Simno Chadit sơ 3000 HG dòng quay 5.8 nha, trọng lượng 225g thôi, 7 bát đạn. Còn con Simno Stella này là 230g nha mọi người nha, tính ra nó sẽ nặng hơn con Chadit này 0.5 và con này chạy nền tảng 13 bạc đạn. À, 230g 13 bạc đạn nha mọi người nha. Nhưng quay con này 5.2 5.3 thôi mọi người. Nó cũng full đồ chơi luôn nhưng mà nó là đồ cao cấp, hàng cao cấp nha. Còn con này là hàng tầm trung thôi. Đó, 19 10 mọi người. Anh em mà thích hàng cao cấp thì lấy Stella giá nhìn hơn xíu về mình chơi. Câu lua này, câu chim, câu chép nè. Đều được hết luôn nha. Rồi, nếu anh em thấy hay thì đỡ lọc like, một đăng ký giúp Tùng nha. Còn anh em chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp Tùng. Anh em chốt cái con máy này thì liên hệ Tùng qua số Zalo hoặc đến trực tiếp nha mọi người nha. Đến trực tiếp nha. Tùng có bán lẻ luôn nha. Anh em mà thích lấy tay quay Gomesot chứ trong đổ thì Tùng có bán lẻ. Giá này cũng nhỉnh nha mọi người nha. Giá cũng nhỉnh. Đó, còn anh em nào muốn mua lẻ cái máy thì liên hệ Tùng luôn. Còn nếu mua combo là 3.650.000, Tùng miễn phí ship, miễn phí ship luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán. Nếu không đúng hàng thì cứ hòn về giúp Tùng. Còn đúng hàng thì nhận giúp Tùng nha. Đó, mình review thế nào thì mình sẽ bán như vậy, review thế nào bán như vậy nha mọi người nha. Đó, một con máy rất là đẹp, lên full đồ xịn xò. Cái con này về chỉ cần là vô dây thôi, vô dây thì mình câu thôi, không có làm gì nữa hết nha. Đó, trong máy còn đẹp ke hết luôn mọi người nha. Rồi, còn bây giờ thì Tùng chào mọi người nha. Bye bye.